chào tất cả các cô chú, anh chị và các bạn đã quay lại với channel của mình. Trong video ngày hôm nay, mình xin chia sẻ với mọi người về cách liên hệ với NVC để hỏi xem tình trạng giấy tờ của mình đến đâu và đến giai đoạn nào, cũng như là các mẫu thư dùng để hỏi NVC hay còn gọi là Ask NVC. Trước khi đi vào video tìm hiểu, xin mọi người giúp mình bằng cách nhấn vào nút đăng ký kênh để động viên tinh thần cho mình trong những video tiếp theo. Mình xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người. Điểm của việc liên hệ sớm với NVC, thứ nhất đó là biết được chính xác tình trạng hồ sơ của mình đã đi đến đâu, đến giai đoạn nào. Thứ hai, NVC có hướng dẫn đầy đủ nên làm gì ở các bước tiếp theo. Thứ ba, NVC biết email của bạn để liên hệ khi hồ sơ của bạn được xem xét hoặc hồ sơ có vấn đề gì thì họ sẽ email báo cho bạn ngay. Cách liên hệ sớm với NVC, có 3 cách để liên hệ với NVC. Cách thứ nhất, bạn có thể nhờ người nhà bên Mỹ gọi trực tiếp đến NVC, số điện thoại là 1-603-334-0700. Cách thứ hai, bạn có thể gửi email cho NVC, thời gian trả lời từ 2 đến 3 tuần. Cách thứ ba, hỏi NVC trực tiếp trên website, thời gian trả lời từ 2 đến 3 tuần. Dưới đây mình có đính kèm địa chỉ email cũng như website. Nếu cô chú, anh chị và các bạn nào có nhu cầu thì mọi người có thể truy cập vào đây để mà tham khảo. Giao diện trang Ask NVC. Thứ nhất đó là bạn sẽ thấy một cái ô đầu tiên sẽ để là NVC Case Number or Usage Receipt Number, có nghĩa là số hồ sơ, và thường là sẽ bắt đầu là HCM hoặc là số biên nhận là thường bắt đầu bằng WAC. Ở cái ô thứ hai sẽ là Principal Applicant Full Name, có nghĩa là tên đầy đủ của người bảo lãnh. Thứ ba là Principal Applicant Date of Birth, có nghĩa là ngày tháng năm sinh của người bảo lãnh. Thì khi mà mình biết đầy đủ thông tin rồi á, thì bạn có thể điền vào ba cái ô này để mình có thể tiếp tục cho những cái bước tiếp theo. Và tiếp theo bạn sẽ thấy một cái ô nữa để là Petitioner Full Name, có nghĩa là tên đầy đủ của đơn đơn chính. Và tiếp theo nữa sẽ là Who Are You, có nghĩa là bạn là ai, là người bảo lãnh, đương đơn chính hay là luật sư đại diện. Và một cái ô tiếp theo nữa sẽ là Your Email Address, có nghĩa là địa chỉ email của bạn là gì. Và tiếp theo bạn sẽ thấy một cái dòng ghi là Type your question below, có nghĩa là ghi nội dung câu hỏi vào ô bên dưới. Nếu như mình có câu hỏi gì thắc mắc thì mình sẽ điền vào bên dưới. Và nếu như mà có file đính kèm thì mình sẽ bấm vào Add more file. Và tiếp theo mình sẽ tích vào cái ô tôi không phải là người máy. Và bước cuối cùng nữa là bạn sẽ bấm vào cái nút màu xanh ở bên dưới có chữ Submit. Sau khi nhận được thư thì NVC sẽ trả lời trong vòng 2 cho đến 3 tuần. Nếu khi hồ sơ đã được mở thì NVC sẽ gửi thư mở hồ sơ, welcome letter, hoặc hướng dẫn các bước tiếp theo cần làm gì. 6 bước NVC. Kiểm tra lịch mở hồ sơ hàng tháng xem hồ sơ của mình đã đến ngày mở hay chưa. Cho dù ngày ưu tiên hồ sơ của mình chưa có đến nhưng bạn phải chủ động liên hệ với NVC trước để NVC cũng có địa chỉ email của bạn để NVC tiện liên hệ khi cần. Nhiều khi NVC muốn liên hệ với bạn nhưng không có thông tin, đó là lý do NVC có trang Ask NVC để bạn chủ động liên hệ họ hoặc có những thắc mắc gì cần hỏi và trao đổi.
các mẫu thư hỏi NVC có thể liên hệ với NVC để thứ nhất xin số hồ sơ case number, thứ hai hỏi hồ sơ đã hoàn tất hay chưa, thứ ba hỏi hồ sơ đã được mở hay chưa, thứ tư để điều chỉnh địa chỉ nhà của người bảo lãnh ở Mỹ, thứ năm hỏi thăm về tình trạng hồ sơ của đơn đơn, và cuối cùng là thông báo địa chỉ email mới của mình nếu như mà mình thay đổi địa chỉ email. Sau đây là mẫu thư hỏi NVC để xin số hồ sơ hay còn gọi là case number. Dear Madam Mosher, as a principal applicant, I would be grateful to you for giving me my case number at the National Visa Center. Please note the following information about the petitioner and beneficiary. Reference category F2A, petitioner full name David Tony, petitioner date of birth January 3rd, 1985. Thì cái mẫu đơn này, cái mẫu thư này thì chỉ là mang tính chất tham khảo thôi. Bạn không có cần phải là viết đúng y như vậy, miễn sao là mình phải cung cấp đầy đủ cái thông tin của mình. Ví dụ giống như là cái diện của mình được bảo lãnh là diện gì, rồi ngày tháng năm sinh, tên họ của mình, như vậy là đủ rồi, chứ không nhất thiết là phải theo cái mẫu của mình đã đưa ra ở trên. Và bạn cũng nhớ giùm mình là mình sẽ điền vô cái phần họ tên của mình, principal applicant full name, mình ví dụ là Minh Hà Nguyễn, và cái ngày tháng năm sinh ví dụ như là principal applicant date of birth mình sẽ điền vào đây là May 1st 1993. Looking forward to hearing from you as soon as possible. I remain your truly. Và cuối cùng là bạn phải ghi tên của mình ra cộng với lại cái địa chỉ email cũng như là cái phone number của mình để cho NVC họ có thể tiện liên lạc với mình. Và tiếp theo là mẫu thư để hỏi NVC hồ sơ đã hoàn tất hay chưa. Dưới đây là một cái mẫu ví dụ mọi người có thể tham khảo. Dear Madam Mosher, I learned that my case is now at the National Visa Center. I would be grateful to inform me when my family case completes at the National Visa Center. Please note that I am the principal beneficiary and I was born on January 5, 1993 in Dong Nai Province, Vietnam. Mẫu thư hỏi NVC hồ sơ đã hoàn tất hay chưa? As for petitioner, his full name is David Tony. He was born on March 1, 1985 in Maryland, USA. Looking forward to hearing from you as soon as possible. I remain your truly, Minh Hà Nguyễn. Email and phone number.